Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu riff pre-chorus, tức là phía trước khi các bạn vô cái phần chorus chính trong bài á. Ở trong này chúng ta sử dụng một cái kỹ thuật double stop rất là nhiều để đánh một lần hai hoặc ba giây trên một ngang. Ở trong này 2 giây trên 1 ngang thì để tạo ra cái hiệu ứng cũng rất là đặc biệt. Thì các bạn download tab về để xem cho dễ nhé. Thì ở đây chúng ta đánh la. Thì các bạn đánh ngay chỗ cái dây số 5 thì đa phần các bạn palm mute, và cái tay phải các bạn chặn vô gần ngang con ngựa ha các bạn. Nếu đánh bình thường các bạn mute, các bạn thấy là trong rock, heavy metal hoặc các thể loại nhạc rock thì họ hay đánh cái kiểu palm mute như vậy nhiều ha. Thì cái câu đầu tiên của chúng ta đơn giản như sau. Thì lúc đầu các bạn đánh hai cái ngay ngăn năm của hai dây số 2 và số 3 và đánh một lần ha, nói ra phát hai nốt một lần ha. Sau đó các bạn đánh 3 lần cái dây số 5, các bạn nhớ palm mute nha. Tiếp theo thì bạn đánh ngăn 5 này xong, chúng ta lên ngăn 7, chúng ta không đánh như vậy, quay lại ngăn 5. Thì các bạn thấy là ngay cái cuối á thì nó là nó đờ ha, nó đen á, nó đen. Các bạn dừng lâu một tí, lại câu này nha. Thì các bạn lặp lại nguyên câu đó 3 lần như vậy ha. Mình đánh nhanh tí nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đánh một cái câu chạy ngược, là cũng khá đơn giản thôi. Thì các bạn có ngăn 7 của dây son ha. Ngăn 5. Và sau đó các bạn chạy chromatic xuống ha, cùng 7 6 5 của dây rê, sau đó tới dây la 7 6 5 luôn. Đó, như vậy ha, thì nguyên cái câu đầu của chúng ta đánh chậm như sau. Đó là cái câu đầu. Câu thứ hai thì các bạn, cái đoạn đầu các bạn lặp là y chang 3 lần như vậy luôn ha, nó chỉ khác ở cái đoạn cuối thôi. Đáng là lúc đầu các bạn đánh là, thì bây giờ các bạn nâng lên 1 ngang, các bạn đánh lên ngay ngang số 9 và chúng ta đánh câu hơi khác một tí ha. Câu 2 chúng ta đánh đầy đủ như sau. Đó, các bạn lập cái câu thứ hai là 2 lần như vậy. Và giờ mình đánh từ đầu đến cuối luôn nha các bạn. Với cái câu riff này các bạn thấy là mình đánh nghe nó cũng rất là đã ha. Mà mình chặt chặt như vậy thì các bạn thấy là mình sử dụng double stop, hai nốt vô và có ngừng nghỉ, thì cái câu nó có cái điểm nhấn, sau đó chạy chromatic một bài thì nghe rất là lạ tai ha. Hy vọng câu này cũng giúp ích cho bạn trong cái việc luyện tập palm mute và điểm theo kiểu rock một tí với sử dụng kỹ thuật double stop. Cái đàn mình đang sử dụng là cái cây dáng Les Paul các bạn, rất là đẹp, chambered body ha. Nó có khoét rỗng ở bên trong này
nó tạo cái sustain rất là tốt ha. Các bạn có thể nghe thử cái tiếng sustain của nó tự nhiên ha. Mình đã nói nó rất là nó ngân ngay cái tiếng nó rõ ràng các bạn ha. Thì nó có mấy màu cho các bạn lựa chọn luôn. Thì hy vọng là nếu các bạn có sử dụng nhu cầu mua đàn, hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop. Những cái đàn rất là chất lượng, và đặc biệt khi các bạn mua đàn tại Amigo Guitar Shop, các bạn sẽ được tặng một cái mã coupon giảm giá cho cái khóa học đàn guitar điện, kỹ thuật guitar điện cơ bản mà mình vừa mở ra, cái đàn khoảng 2 tháng, và được sự ủng hộ rất là nhiều của các bạn. Và với các bạn có mua đàn bất cứ cái đàn nào tại Amigo Guitar Shop, các bạn sẽ được tặng một cái coupon giảm giá tới 30% của cái khóa học guitar điện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.